Phương cùng anh em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào cô chú anh chị và các bạn nha. Này mấy anh em về nhà nha các bạn. Về nhà mấy anh em đi cuốn mấy cái lờ mình đặt bên đây không rời cũng lâu rồi. Cho nên chuyến này mấy anh em sẽ cuốn về các bạn ơi. Thì giờ bữa ngày mai ngày mốt về mấy anh em sẽ tiếp tục đi trải nghiệm ruộng nữa các bạn. Cho nên cuốn lờ về đem lên sửa sang lại rồi kiếm điểm mới đặt nha các bạn. Bên đây cũng có người ta đặt nè, cũng có người ta đặt chung luồng với mình á, sợ lộn xộn mà mình để lâu quá sợ bị lạc lời. Nhắm đít lên nè hả? Vô. Không? Vô trời ơi quá vô rồi. Anh Tư cười. Anh Tư cười quá đã rồi đen ơi. Trời ơi. Thế nào em nở cũng đen. Ôi con chơi vàng nữa trời. Sướng nghe rồi. Trời trời. Ui lủng, lủng lủng đâu. Lủng đâu vậy? Lủng lỗ bên hông. Không à. Hên giờ. Hên hên. Nhờ anh cá bự hả? Hết trời. Quá. Vô anh Tư ơi. Cá này nói gì nữa. Cá này bể tay nhâm luôn trời. Cá này gần nửa ký à. Nửa ký. Ôi ôi. Đang muốn thở luôn nè. Vô cái đầu là thấy mày. Nửa ký luôn. Luôn. Đẹp luôn. Cá này cá lóc già có rồi nha các bạn. Đang kỳ dữ luôn nó rồi. Chuyện nào tới nữa hả? Đường cá lóc thấy sướng ha. Đây nè, có cái gúc nè. Trong, phía trong. Chỗ này nè, chỗ này nè. Mấy bên đây nè. Mấy bên đây nè. Cái này còn thôi chứ. Bị chìm dưới nước lớn. Cái lóc chết luôn. Nó chai với anh bị cái cây nó đè xuống rồi. Quất hả? Khui cái này coi. Bây giờ vô cái đầu tiên ngon quá mấy cái sau này. Ui bị lủng lỗ trên trời. Hai con lau kiến. Lau kiến luôn. Đó. Gì á? Lau kiến. Lóc luôn. Rồi, có con cá lóc. Con lau kiến. Lau kiến quá trời luôn rồi. Nãy giờ đổ lau kiến con nào con thấy bành bành không? Về chắc làm lẩu lau kiến luôn quá. Lau kiến. Cá già xuống kinh. Nãy giờ mới được hai cá lóc à. Như lô kiến không à. Hai cá lóc con cá chì vàng. Cho vô miếng nước anh Tư nó khô quá. Cái già xuống kinh rồi. Về bữa người ta đang bơm á bạn. Bên đó người ta bơm kìa. Bên đây cũng đang bơm bị mưa chứ không thôi không gài cũng cạn à. Ấm quá à. Dạ. Kiến không ạ? À? Cái này lâu kiến vô dữ vậy trời. Con cá chê kìa. Kiến nhỏ bỏ nè. Con bự vậy ăn. Lóc. Cứng.
mới nở. Thấy bự chai nhỏ ha. Mấy này làm khô mới ngon này chứ. Quá dột. Còn cái lồng kiến. Ừ, cá được, được không nè? 200 gram. Còn này bé thôi. Cái này dài dài nhiều dài rồi. Nã ha. Ở đó không? Cái đó làm cho được lớn luôn. Lóc đỉnh thiệt. Con cá lóc cứng. Coi cô này. Hai cái lóc tí. Đây có cái nào không? Lọc đi. Đây, sao anh đây? Sao? Sao anh đây? Hai con. Hả? Hai con gì? Cá lóc hả? Ừ. Hai cá lóc cứng. Cá lóc cứng. Được, cá này được rồi. Cá này là em rồi. Có con nhìn hai như không biết. Cá này là im rồi còn gì nữa đâu. Vô, vô. Anh đây. À, không hết. Hết đây ơi. Hết rồi. Hết bự luôn. Đấy, thấy cái tay đâu ra đâu. Hai cái. Hết già không hả? Già luôn phải không? Hết già trời bá. Đây nữa. Chị trắng hả? Em chê trắng. Lên đây luôn. Đây cái này anh ta. Quá à. Đây tao đặt máy tao bơm nước ra các bạn. Đó. Đó, vừa bay lên. Rồi, cái lốc. Lốc cứng. Lắp khô. Đồ cá lắp. Ai, bị lúc. Trời ơi, trời ơi, hú hồn không? Hú hồn, cá lóc. Thôi, thả luôn đây nghe.
thôi, để cho mày ở lại mơ mốt tao bự bự tao đi kiếm câu nha. Còn cái lóc hết không? Hết không cá. Hết hả? Hết hả? Từ nãy giờ làm hai hai ngách chà bá rồi ha. Bá dở luôn. Ồ, ít khủng luôn ha. Khủng luôn. Máng giò. Máng giò. Cắn cắn được không? Hai ngách là có mồi. Vô hả? Vô, vô. Ồ, rồi. Cái cuối cùng. Con cá rô, con cá lóc. Nhảy gì, nhảy không biết anh ơi. Sao bắt cá rô hay quá, bắt cá lóc sao chậm quá. Gạo nha. Gạo không á. Ngon đây cá ngon không? Bữa nay là tới cá luôn. Hàng ít cá bá nè anh luôn. Còn còn cá lóc cả nửa ký nha các bạn. Con đầu tiên khai trương luôn. Ký mấy? 2 kg, 2 kg. Bóp lạnh thì ớt nó nổi ra. Rồi hết rồi các bạn ơi. Dạ về gom lờ về. Đợi nước người ta bơm hết rút xuống kinh này mới đặt tiếp. Để bên đây nó lạc lờ rồi bị dở thì cái tầm đụm hết trơn. Chung luồng với anh ta có khi lộn lờ các bạn. Nên mấy anh em đem về luôn. À, bên đây người ta bơm cạn hết rồi các bạn. Ta bơm chuẩn bị người ta xả. Chuẩn bị người ta chụp người ta xả rồi. Mấy anh em bây giờ cuốn lú về nha các bạn. Từ xuống gồm cái đó. Đèn cuốn cái dưới sông. Có buộc đầu bản không? Không. Lâu kiến Vinh. Cái có chạy không anh Tư? Bơm cạn hết rồi. Rồi có vỏ đẩy côn cho nó đẩy đâu có nổi đâu. Đẩy gì nổi đẩy. Có đang đẩy đó. Cái rô. Cái màu nhéo mày. Nước này chỉ con đi đá ba cá rồi được. Phi. Rồi, cá rô cũng bự bự không kìa. Bỏ ốp lại đi, đi cho nó nặng. Phi không? Đâu nắm được con cái kia. Cái vàng hả? Bơm cạn này đúng cái chạy cá lóc nó phải.
cái chia vàng. Trời, con cua kìa. Rồi, lũ này dính cà phê quá. Ba uống cà phê, đầu bên đó cũng vậy đi. Đầu đây cũng ba uống con. Ăn ngon cá chép bỏ ra đi. Phi không à? Đó, giờ cái đầu này nó bị chìm xuống rồi bạn. Chìm xuống nó chết nhóc hết trơn. Cái gì dạng? Cua còn con cua ở trên kìa. Chiều nhắc vậy nó dạy cái lợp kiếm tiền cho anh cu xì. Hết giờ nó cũng ghẻ nó không có mắt. Chắc có mồi để làm. Rồi, mấy cá chết rồi để lại cho để chiều mình đặt mấy cái lọc á. Cái lọc kiếm sữa cho cô xì. Dạ con cô xì kiếm sữa cô xì. Còn cô đen uống sữa gì? Dạ sữa da. Cô xì uống sữa, cô đen uống sữa da. Có còn hơn không hả anh Tư? Ngậm cũng ra mà dễ ngậm ngậm đâu. Bởi vì giờ chúng tôi kiếm đâu có nữa đâu ngậm không. Cá rô ngon không vậy chứ? Thôi. Đã không? Rô có sặc quá đỏ luôn. Cá lóc con dục xuống kinh đó. Cá lóc con bỏ vô đây hơi nó chết nè các bạn, nó ngợp nó chết á. Dục đại xuống kinh lại cho nó lớn. Muốn hết rồi, còn mấy cái nữa hết rồi. Đó, con cá lóc con. Chạy em đây. Cái lóc cứng nhiều. Lóc cứng liền nó xuống sông thì bỏ vô đây nó chết. Ốc không à, không có gì. Cái thứ tư
vú không ha. Có cá rô bự rồi. Cá rô bự rồi, dàn thật không luôn. Cá rô đã thiệt. Quá trời luôn. Mời nha. Mày ăn cái này mày được á. Cá nó hết cái cá. Mời không? Mời luôn. Cá này ăn cũng được luôn. Ăn cũng được luôn. Ăn cũng được luôn. Ồ, cá rô vàng thật đá thì chứ. Vàng đá. Ừ. Vàng ống luôn á. Rồi, hết rồi các bạn ơi. Này ta bơm cạn ra cái người ta xịt thuốc ốc nha các bạn. Ta chụp ta xịt thuốc ốc. Xịt thuốc ốc rồi cá mà nó còn ở trên này nó cũng chết hết rồi các bạn. Thấy vậy mỗi năm vậy chứ cây thuốc ốc nó lợi hại luôn. Cá giảm là do cây thuốc ốc. À, nếu mà mình không xịt thuốc ốc thì làm ruộng đâu có được. Ốc của vàng dữ lắm. Có khoảng 80% là cá là thuốc ốc. Chết một cái linh láng. Rồi, thành quả hôm nay lú không nhiều đây hả bạn. À, cá lời nữa. Rồi mấy anh em về tới nhà. Còn ở đây hai cái lú các bạn. Trời ơi, trời lâu kiến. Cái lâu kiến nó nội ơi. Hết biết. Bữa đem về đây đặt hai cái với thùng mương này, trước cửa nhà. Đổ cũng được mớ cá. Còn cái lâu kiến nó có nửa ký không rồi. Ba con cá lâu kiến này là ăn mập rồi. Nửa ký nó còn hơn nửa ký nữa. Ủa không ra mà. Đấy, có kiếm thì chứ. Không ra luôn. Cá này nó lên cạn nó chạy về giật mình nó phải giỡn. Chạy như cá sấu luôn á. Chuyện cá lóc khủng dí theo nữa. Dí thiệt à, cái này là dí. Giết thiệt cái bên nha. Rồi. Nửa ký phải ghe. Đấy. Đấy rồi cái hết thao. Nửa ký không hết anh đây. Nửa ký không hết. Đổ mấy cát kia ra cho tôi. Có được kiếm đoạn đây thôi hả? Ừ, không, lấy mẹ cũng không có bệnh. Đây không mày nhé. Chỗ nào nhỏ bỏ ra đây. Quá trời mang cá rô ngon. Cái này dính sống. Chắc cá rô còn sống thôi chứ không cá nào sống đâu. Rô đồng sống thôi. Cá nào còn sống. Cua, cua đâu rồi?
đây thành quả của lờ nữa bạn. Như cá này nè, cá ngon ngon không, cá lóc trắng luôn. Này lú, lú cá rô nhiều. Này cá rô. Phi. Này cá lóc. Cá lóc ngon quá bạn. Này cũng gần cuối mùa nước rồi, anh em gom cá nha bạn, gom cá làm khô. Này cá lâu kiến, hơi chắc hai con ếch thăm lợ nữa nè, chà bá nặng luôn. Thôi mình làm cá lâu kiến ha, cá lâu kiến anh em lột da làm bữa nay làm lẩu nha bạn, lẩu cá lâu kiến nha. Lâu quá không ăn cá lâu kiến, bữa nay cá bành bành không à. Rồi mấy con cá lâu kiến mấy anh em làm xong nha các bạn. Đây mình làm mình lột da sạch sẽ hết rồi, một dĩa chà bá nặn luôn nè. Bây giờ mình sẽ ướp nha các bạn, mình ướp cho nó thấm rồi mình nấu cái nước lẩu riêng. Đây thì mình cái này mình ướp nước mắm nha các bạn, ướp một tí nước mắm cho nó thơm, bột ngọt với ít tỏi phi các bạn. Đây mình chế miếng nước mắm nha các bạn, cái này tỏi phi mình cho vô rồi nè, nước mắm thì mình ướp tí xíu thôi các bạn ơi cho nó thơm cá. Đây mình nêm nước riêng rồi, này mình ướp cho nó thơm thơm miếng nước mắm, bột ngọt. Cho thêm ít tiêu nữa nha các bạn. Rồi vậy là xong, mình ướp cá mình trộn đều lên mình để đó khoảng 15 phút nó thấm rồi mình nấu nước là vừa nha các bạn. Rồi chuẩn bị nấu nước nha các bạn. Đây xả, xả bầm, xả cộng bỏ vô mình phi cho nó vàng lên này, đổ nước vô mình nấu gồm có củ cải trắng nha, củ cải trắng, củ cà rốt, mớp, rau ăn kèm đó, mớp nè, bồng tơi, rau má. Rồi mình có kho thêm một mẻ cá kho, cá rô nữa bạn, cá rô mấy anh em thăm lú nè, kho mẻ cá kho để chút ăn cơm luôn nữa bạn. Rồi mẻ cá kho của mình chín rồi nha các bạn, rồi hấp dẫn chưa, mấy cá rô cũng bự bự không à, cá rô mình thăm lú nữa bạn. Tắt bếp được rồi. Cái này là cái rô bự nhất, nước cạn thì cái rô lớn mà. Đây là nồi nước, nước lẩu cá lâu kiến nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho củ cải nè, cải trắng, củ cải cà rốt vô để sôi cái mình nêm nếm cái là được các bạn. Rồi xong các bạn, đây nồi lẩu cá lâu kiến, cá lâu kiến mình mần lột da các bạn, ướp hết rồi nè. Đây mẻ cá kho để ăn cơm, cá rô, lẩu thì mình ăn với bún nha các bạn, rau kèm nè, rau má, mùng tơi, mớp, bỏ miếng mớp vô cho nó ngọt ngọt, bỏ cá vô đi anh, em gắp mớp bỏ vô, chạy nữa đâu vô rồi. Mà mướp cũng chạy. Rồi gì vừa thôi, nhiều quá à. Quá trời, bữa nay cá lâu kiến con bành bành không.
có gì miếng hành cho nó hành sát. Rồi rắc rượu đi Đen. Đi Đen ơi, nay làm xương xương vài ly đi. Rồi mình vô trước một cái đi, có đồ bổ rồi. Cái đồ bổ rồi. Vô gào. Vô. Rồi, 1, 2, 3, vô. Bây giờ mấy anh em làm xương xương trước vài ly nha các bạn. Ăn cơm, ăn bún. Rồi xin mời cô chú anh chị các bạn nha. Rồi, bái tư xin mời các bạn nha. À, Phương cũng xin mời cô chú anh chị và các bạn luôn nha. Này đi thăm lời nè, mấy anh em cuốn lời chứ không có thăm nha các bạn. Cuốn lời, cuốn lú luôn. Được mớ cá lóc, về cá rô. Cá rô thì mình kho để ăn cơm nha các bạn. Em ăn cơm trước đi, ăn cơm hay ăn bún? Em ăn cơm hay ăn bún? Dạ, ăn cơm, đi cá kho. Bới cho dưỡng. Bới cho dưỡng. Hết rồi, ăn nữa. Mà đầy quá, ăn không nổi. Rồi, xin mời cô chú anh chị các bạn luôn nha. À, dùng lẩu cá lóc chiên. Gấp cá cho dưỡng em. Rồi, rồi. Bé thấy. Chưa chín đâu. Chưa chín đâu. Mới bỏ vô chưa chín đâu. Chịu khó ăn đồ bỏ trước đi. Bỏ đây. Mời cả nhà dùng cơm chơi với gia đình. Rồi, bắt đầu đi xin mời các bạn ha. Mới uống ly rồi mà còn uống tay nữa chứ ta. Lẩu thì mình ăn với bún nha các bạn. Cơm ăn cá kho. Bữa cơm trưa của gia đình. Có thêm cái lẩu làm được vài ly hả anh Tư? Ngày mai mấy anh em chuẩn bị đi trải nghiệm nha các bạn. Chiều ra mua cho anh mấy cọng dây đờn. Cái tiệm hôm qua em nhớ em chạy lại cái tiệm bữa mua cái đàn đó mà nó dẹp đi đâu rồi. Để chiều chạy chỗ khác ha. Dây số 1 phải không? Rồi mua quán cầm. Chiếc này đem cái đờn thay nha anh Tư. Tẩm tẩm rồi nha. Tẩm nè. Biết lâu hả? Lâu quá à, không nghe tiếng đàn của anh Tư. Nghe tiếng đàn AK 6 câu trong câu. Nghe tiếng đàn RF 6 câu vậy đó ha. Rồi vô ha. Vô lần làm miếng mồi á. Vô. Vô các bạn ơi. Cá chín rồi đó. Chín rồi đó. Làm này làm nguyên con chứ đâu làm khúc được. Thử nguyên con này. Ngon. Quá im. Mềm xèo luôn hả anh Tư? Mềm được. Con này trái mùa dọc là tiếng mà. Trái mùa hả? Trái mùa đó. Hàng chia cá bành bành không hả? Nước dựng là ảnh cuốn xong trước. Rau nè em. Rau lẩu nè, rục rồi. Lẩu sôi trụng vô cái là ăn này, để lâu cái nó rục rau. Thương chú Tư quá. Cá được rồi. Nè thương nè, đang quất luôn nè. Cay không? Tôi gấp cá lâu kiến cho Dượng ở đây. Chén giật. Giờ là tốt không? Chín hết rồi. Chén. Mềm luôn. Đây, cho con. Chén giật. À, vô. 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 Hôm nay cô Đen làm ngọt quá vậy ta.
Nay cô đang làm ngọt quá anh Tư. Dung tay, không có đứng dung tay nữa. Cái thằng đi trải nghiệm là nói về ngủ cho khỏe ha. Phương cũng xin mời cô chú anh chị và các bạn luôn nha. Phương xin uống ly này, Phương xin kết thúc video ở đây. Thì hôm nay anh em đi gom lờ với gom lú về các bạn. Đang chuẩn bị ngày mai đi trải nghiệm đó. Thì hôm gài bỏ trên đồng cũng nhiều rồi mà chắc lú mình không có được ăn nhiều đâu các bạn ơi. Đặt bỏ đó suốt à, ngâm ở đó luôn à. Ngâm đó ta ăn không? Bây giờ phải cuốn về để sửa sang lại vài bữa xuống sông đặt. Giờ Phương xin mời cô chú anh chị và các bạn nha. Buổi trưa anh em làm vài ly chắc ăn cơm thôi các bạn. Chuẩn bị ăn cơm thôi. Video của mấy anh em đến đây Phương cũng xin kết thúc. Giờ xin chào các bạn. Chào các bạn, anh chị các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.